tuy bị giam cầm giữa ngục tù xứ Nam Phi, người luật sư trẻ tuổi gốc Ấn Độ không cảm thấy có gì đáng phàn nàn. Có người bảo nhà tù như là một cung điện, có người xem nó như là một mảnh vườn xinh xắn. Có người quả quyết rằng qua cánh cổng nhà tù, ta sẽ bước từ tình cảnh gông cùng hiện tại tới tự do. Năm ấy là năm 1907. Vị luật sư trẻ tuổi gốc Ấn Độ này tên là Mohandas Gandhi. Trong 8 năm trời, Gandhi lãnh đạo khối người đồng hương của ông đấu tranh bất bạo động, chống đàn áp sắc tộc. Họ tuần hành vào những vùng cấm địa. Họ đốt bỏ các giấy tờ đăng ký. Họ biết trước hành động của họ sẽ dẫn đến bắt bớ, và quả đúng như thế. Ông Gandhi nói, để đánh bại bất công, ta phải từ khước hợp tác với nó bằng con đường bất bạo động. Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, ông Jesse Smith, đã có lần nói với ông Gandhi rằng, ông đẩy tôi đến chỗ bất lực, làm sao chúng tôi có thể đụng đến ông mà không bị xem là những kẻ ác ôn. Ông Gandhi nổi tiếng về khả năng động viên quần chúng và về lối sống ngày càng đơn sơ của ông. Ông đặt tên cho vũ khí bất bạo động này là Satyagraha, nghĩa là trung thực. Mỗi thập niên sau đó và ở khắp các lục địa, những con người thấp cổ bé miệng đã tận dụng chiến thuật của ông Gandhi để tranh đấu đòi tự do và quyền sống của họ. Bất bạo động có nghĩa là có đánh lại, nhưng bạn đánh lại bằng những vũ khí khác. Nguồn sức mạnh mà ông Gandhi phát hiện đã biến đổi cả thế kỷ 20. Năm sau khi cuộc tranh đấu của ông Gandhi xảy ra ở Nam Phi, tư tưởng của ông được nhiều người tin theo ở miền Nam nước Mỹ. Các sinh viên ở Đại học Fisk, một đại học hàng đầu của người da đen, ít chứng kiến cảnh kỳ thị trong khuôn viên nhà trường. Nhưng chỉ cần xuống phố là nhiều người rất đỗi ngạc nhiên trước hệ thống xã hội miền Nam. Tôi sinh trưởng ở phía nam thành phố Chicago, và mặc dù đã kinh nghiệm nạn tách biệt chủng tộc ở đó, nhưng nó không đến độ quá trắng trợn như treo bảng ở máy uống nước hay cả phòng vệ sinh. Thật là nhục nhã. Nashville là một thành phố hoàn toàn tách biệt chủng tộc. Nó phân chia giống như thành phố Johannesburg vào thời cao điểm của chế độ người da trắng cai trị người da đen. Nashville hồi đó là một thành phố với hai giống danh, gần như hoàn toàn không có giao dịch giữa cộng đồng người da trắng và cộng đồng người da đen. Ở trường học, lối xóm, sở làm và nhà thờ, Nashville là một thành phố tách biệt hoàn toàn về mọi mặt, và họ khá hài lòng với lối sống đó. Sinh viên đại học American Baptist ở phía đông Nashville biết rằng chính sách tách biệt chủng tộc đang bị thách thức, và có người đang chống lại những đàn áp bằng bạo lực của người da trắng, kể cả việc treo cổ người da đen. Họ rất muốn tham gia cuộc tranh đấu này. Chúng tôi được dạy ở trường một đàng, nào là bản tuyên ngôn độc lập, bản quyền công dân, bản hiến pháp, nhưng trên thực tế là một nẻo khác. Chúng tôi sống theo một kiểu sống khác. James Lawson, từ tiểu bang Ohio, không lâu sau đó cho các sinh viên ở Nashville một cơ hội để tham gia.
một người nói năng từ tốn. Ông Lawson, 30 tuổi, đã từng dạy học 3 năm ở Ấn Độ. Trong một ngôi nhà thờ nhỏ gần Đại học Fisk, ông Lawson bắt đầu dạy những khóa học buổi tối về những hành động đấu tranh bất bạo động. Cùng cách của ông Lawson rất điềm tĩnh, nhưng mục tiêu của ông thì thật vĩ đại. Đó là loại trừ nạn chia cách chủng tộc. Lớp học của ông thu hút những sinh viên xuất sắc nhất Nashville. A good friend of mine in Alabama here last April was taken out by the KKK and beaten on a tree, tied to a tree, beaten by chains and whatnot. Thoạt đầu, tôi không nghĩ là đấu tranh bất bạo động sẽ có hiệu quả, nhưng tôi vẫn tiếp tục ngồi lại lớp học. Lý do là vì chẳng có trò chơi nào khác trong tỉnh. Đây là nhóm duy nhất mà tôi biết, và ít ra là họ đã cố gắng làm một cái gì để chống lại nạn tách biệt chủng tộc. Ông James Lawson được tiến sĩ Martin Luther King khuyến khích đi về miền Nam vì cuộc tranh đấu cho dân quyền cần người lãnh đạo tranh đấu bất bạo động. Chúng tôi hướng dẫn cả nhóm về một quan niệm tổng thể về bất bạo động, từ lịch sử của nó đến nguồn gốc từ trong Thánh Kinh, trong tư tưởng Thiên Chúa Giáo và phương pháp đấu tranh bất bạo động. Chúng tôi kể những câu chuyện về bất bạo động và chúng tôi nhấn mạnh những ý tưởng của Gandhi đang được chúng tôi thử nghiệm. It may have much more meaning to the attacker if, as he strikes you on the cheek, you're looking him in the eyes. Rất đáng tiếc, nhiều người hiểu lầm rằng khái niệm bất bạo động là nếu có người nào tát vào một bên má của bạn, bạn đưa má kia cho họ đánh, bạn không làm gì hết. Nhưng bất bạo động có nghĩa là bạn phải phản công lại, nhưng bạn đánh lại với một mục đích khác và với một loại vũ khí khác. Thứ nhất, bạn đánh lại bằng cách chinh phục kẻ đánh bạn. Đây mới là cuộc đấu, và đánh như vậy khó hơn dùng nắm đấm rất nhiều. Chúng tôi nói là sẽ bãi bỏ nạn tách biệt chủng tộc dưới phố chính Nashville. Và bước đầu tiên là bãi bỏ sự tách biệt ở các quầy ăn trưa và nhà hàng. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là bước đầu theo cách thức của Gandhi. Bước đầu tiên trong tranh đấu bất bạo động là tìm hiểu, xét nghiệm và tập trung vào một vấn nạn. A bunch of niggers. Well, look at the eight balls all lined up. Hi there, Jungle Bunny. He's so dark, he's making the whole place dark. Lawson muốn nhóm sinh viên thu thập kinh nghiệm khi bị tấn công bằng cả tay chân lẫn mắng chửi và học cách cưỡng lại ý muốn bỏ chạy hay đánh lại của mình. Now let's see what we've learned from this to us as to how we might act non-violently. What are the basic problems here so far? You cannot. Bạn không thể nào có được biểu tình với 25 người mà bạn để mạnh ai nấy làm. Tùy ý. Ta phải theo một kỷ luật chung, và đó là điểm then chốt đối với tôi. Một khó khăn lớn cho những người tranh đấu bất bạo động là họ không nhận ra sự cần thiết của kỷ luật gắt gao và rèn luyện, rồi phải soạn thảo chiến lược, lên kế hoạch và tuyển mộ thành viên và làm tất cả những gì cần làm để có một phong trào. Những điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải cần được thực hiện một cách có hệ thống. Cho cuộc tọa kháng đầu tiên, họ bắt đầu vào một ngày thứ Bảy để bảo đảm là họ được công luận chú ý. Chúng tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để dự đoán những hình thức chống đối. Và chúng tôi biết rằng một trong những hình thức đó là họ sẽ nói, chúng tôi không muốn ngồi gần những kẻ ăn mặc dơ giấy khi ăn trưa. Thành ra một trong những cách để đương đầu là chúng tôi phải ăn mặc chỉnh tề.
Có người bảo chúng tôi có thể sẽ bị bắt. Nhưng chúng tôi vẫn đến quầy ăn trưa. Chúng tôi kéo ghế ngồi, cứ thế mà ngồi, ngồi mãi, ngồi một cách thật bình thản và trật tự. Họ không ngạc nhiên khi họ bị từ chối không được tiếp. Một số quản lý vội đóng cửa các phòng ăn. Nhưng các sinh viên vẫn cứ ngồi lại, đọc sách, làm bài, cho đến giờ đóng cửa. Không có bạo động, và cũng không có ai bị bắt cả. Cuộc tọa kháng chỉ được đăng ở trang 10 của tờ báo ngày Chủ nhật. Ông chủ nhiệm John Siegenthaler nhớ lại phản ứng vào lúc đó. Phản ứng đầu tiên của mọi người trong thành phố là kinh ngạc và có thể pha lẫn với chút khôi hài. Như là, bộ họ nghĩ họ là ai mà dám làm như thế vậy? Chúng tôi biết rằng đó là một tin đáng lên báo, nhưng không biết phải đăng làm sao cho đúng. Như tiên đoán, các cửa tiệm địa phương đồng loạt đóng cửa, chứ nhất quyết không phục vụ người da đen. Một tuần sau, các sinh viên trở lại. Họ tạo ít nhiều hiếu kỳ và bị một vài câu mắng chửi, nhưng cũng không ai bị bắt. Phe da trắng cho rằng vụ tọa kháng chỉ là chuyện nổi hứng nhất thời. Vào ngày thứ Bảy của tuần lễ thứ ba, nhóm sinh viên đã sẵn sàng để tập trung vào 6 cửa tiệm. Chúng tôi được báo trước rằng là ngày hôm đó họ sẽ cho bọn du côn đến đánh đập chúng tôi, để cảnh sát để có cớ bắt chúng tôi. Thành ra chúng tôi phải chuẩn bị là mình sẽ bị đánh đập và bị bắt. Chúng tôi kéo đi biểu tình trong điều kiện và hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi phải chắc chắn là những người lãnh đạo giỏi và cứng nhất của chúng tôi dẫn đầu mỗi nhóm đi vào cửa tiệm. Ngày thứ Bảy hôm đó, chúng tôi đã có những nhóm rất kỷ luật để đi vào các tiệm mà chúng tôi đã nhắm sẵn. Mỗi tiệm chúng tôi lại có đội thứ hai sẵn sàng để thay thế. Khởi đầu, từ sáng hôm đó chúng tôi đã có 600 người sẵn sàng chịu để cho bị bắt. Đến lúc này thì họ đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Mỗi nhóm có người trưởng toán và các quan sát viên để điện thoại báo cáo tình hình về nhà thờ. Các quan sát viên mang theo số điện thoại xe cứu thương và mang cả tiền lẻ để gọi điện thoại. Khi nhóm biểu tình bước vào tiệm, thì các nhóm thuộc đợt thứ nhì và thứ ba đã ẩn núp đâu đó để sẵn sàng bước vào thay thế nhóm thứ nhất nếu nhóm này bị bắt. Như đã tiên đoán, cảnh sát không làm gì hết trong 15 phút đầu tiên. Each and every one of them separately to leave. They didn't leave, so I instructed the men to put them, place them under arrest. We placed them under arrest. When we cleared the stools, some more colored boys and girls and white boys and girls got on the seats. It really surprised. Cảnh sát rất ngạc nhiên. Họ tưởng họ đã kéo lưới rồi, nhưng không ngờ khi họ nhìn lại thì thấy quầy ăn trưa lại đầy sinh viên da đen. Bạn có thể thấy là họ chỉ còn biết đứng ngó và làm như hỏi nhau. Có thấy chuyện như vậy bao giờ chưa? Mình phải làm gì bây giờ? Vậy mà vẫn còn một đợt nữa sẵn sàng vào thay thế. Chúng tôi cảm thấy thật hãnh diện và sung sướng bởi những điều đã đem ra dạy tại các buổi học, những điều mà chúng tôi đã học, những lúc đóng vai thực tập, những màn kịch xã hội mà chúng tôi phải vượt qua, thì giờ đây chúng tôi đang sống ngay những điều đó. Chúng tôi cảm thấy đã tự dấn thân và một nghĩa nào đó chúng tôi đã thắng. Man, what's my mother gonna say when she
Chúng tôi có cái triết lý về sức mạnh của bức bạo động. Và cái sức mạnh đó còn dũng mãnh hơn cả quyền lực cảnh sát, hơn tất cả những nhà làm luật, tất cả những con chó săn, dù cui hay nhà tù của họ. Khả năng và ý chí cam chịu khổ đau của chúng tôi còn mạnh hơn là bất cứ quyền lực nào mà họ có. Việc bị bắt hàng loạt là một thắng lợi lớn cho phe sinh viên. Các ký giả bắt đầu nhận ra rằng đây là loại tin có tầm vóc quốc gia. Nó giống như đang tường thuật chiến tranh ngay tại tỉnh nhà của mình. Điều duy nhất bạn biết là chiến tranh đang diễn ra và khí giới của bất bạo động đang thắng khí giới của bạo động. Và đây là một mốc điểm lịch sử, dù là kết quả thế nào đi nữa. Tôi nghĩ là chúng tôi đều ngầm hiểu tính cách lịch sử của chuyện này. Ở Tổng hành dinh cảnh sát, vào sáng thứ hai, các sinh viên vẫn còn ngồi tù. Đứng trên nguyên tắc, họ từ chối đóng tiền thế chân để được tạm tha. Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, một phong trào nhỏ của sinh viên đã làm nức lòng hàng ngàn người. Bây giờ thì cả cộng đồng da đen của thành phố đã tham gia vào chiến dịch, tổ chức gây quỹ và tìm kiếm luật sư biện hộ. Alexander Luby, một trong những luật sư da đen nổi tiếng nhất của Nashville, đứng ra triệu tập nhiều luật sư địa phương để biện hộ cho các sinh viên da đen bị bắt. Khi ra trước tòa, chính việc họ bị bắt bớ, cũng giống như trường hợp của ông Gandhi, chỉ làm rõ nét hơn những oan ức của họ. Cộng đồng người da đen cảm thấy bị xúc động và phẫn nộ một cách chính đáng. Họ không thể tin được các sinh viên trẻ ăn mặc chỉnh tề, hồn nhiên, lại có thể bị bắt bỏ tù. Họ không chịu được. Toàn dân da đen trong thành phố được động viên một cách mạnh mẽ và cuộc vận động lan tràn trên khắp thành phố Nashville như mùa vụ cháy rừng. Trong khi mọi người đang chờ xem thành phố sẽ làm gì, thì ông thị trưởng ra gặp các phóng viên. Anyone violating the law will be arrested. This must be so. Qua việc nhấn mạnh luật lệ và trật tự, ông thị trưởng hiển nhiên đứng về phía các chủ tiệm. Đúng ra thì các sinh viên bị bắt đã không vi phạm một luật lệ nào cả. Còn những người da trắng tấn công họ thì lại không ai bị bắt. Cả thành phố và lực lượng cảnh sát không kịp chuẩn bị để đối phó với một chiến dịch bất tuân phục dân sự quy mô. Họ đoán là một khi bạo động xảy ra và bắt bớ bắt đầu, thì chiến dịch của chúng tôi sẽ tan biến và bị đuổi sang vùng khác. Vì đó chính là mục tiêu của việc tạo ra bạo động, mục tiêu của mấy vụ bắt bớ. Rồi họ hy vọng là dù chuyện có lớn đi chăng nữa, cũng sẽ tan biến đi thôi, và thế là hết. Nhưng chuyện đó đã không hề xảy ra. Một tuần lễ sau, không có gì thay đổi. Khi các sinh viên trở lại các quầy ăn trưa, chính quyền thành phố chỉ có một biện pháp, đó là tiếp tục bắt bớ. Khi bị xử về tội gây xáo trộn, họ phải lựa chọn giữa đóng tiền phạt $50 hay đi làm lao động 30 ngày trong nhà lao của địa hạt. Thay vì đóng tiền phạt để chính quyền dùng tiền đó đàn áp họ, họ chọn đi làm lao động. Nhà tù của họ hết chỗ chứa. Họ không có đủ thức ăn, vật dụng và các thứ linh tinh khác. Cai tù phải làm việc phù trội, trở thành một gánh nặng cho thành phố. Nhưng đó là điều chúng tôi muốn. Bây giờ, được toàn quốc chú ý đến, chiến dịch thu hút cả một biển người tham gia. Jim Lawson phải mở thêm các lớp huấn luyện số người mới gia nhập. Nhiều nhà thờ tại Nashville cho mượn chỗ họp, điện thoại, máy in. Giờ đây, vấn đề là phải bắn tin đi ra xa, xa hẳn ngoài địa phận Nashville. Chúng tôi không chỉ lên tiếng với những đối thủ ngay tại đây. Chúng tôi muốn lên tiếng với cử tọa rộng lớn hơn, với toàn quốc và cả thế giới. Bởi vì chiến lược bất bạo động là giáo dục một số lượng lớn thành viên để lôi kéo họ về phía của mình. Thực vậy,
người da đen ở Mỹ chỉ là một thiểu số, nên sẽ chẳng tạo được thay đổi gì nếu họ không có được sự đồng cảm của phi đa số và họ không có được sự tích cực tham gia của họ. Các sinh viên biết rằng sự đồng cảm tự nó cũng chưa đủ. Vì vậy, họ tận dụng sự bất bình của công luận về việc cảnh sát bắt bớ sinh viên để nâng cấp cuộc đấu tranh. Chiến dịch tọa kháng vẫn tiếp tục, nhưng nay có thêm một chiến thuật mới, đó là tẩy chay khu mua sắm ở phố chính. Nhóm người trưng biểu ngữ kêu gọi khách hàng đừng mua sắm ở các cửa tiệm có quầy ăn trưa phân biệt màu da. Các sinh viên đã tạo nên một động lượng mà giờ đây được cả cộng đồng ủng hộ. Giới tu sĩ da đen thúc giục các tín hữu của mình xa lánh tất cả các cửa tiệm bán hàng hóa ở phố chính. Việc này cho phép toàn thể cộng đồng tham dự vào cuộc vận động chống kỳ thị. Bởi đó chính là việc trong lĩnh vực bất bạo động luôn dạy chúng tôi. Cụ thể là trong phong trào tranh đấu bất bạo động, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Trẻ em, đàn ông, đàn bà, kẻ già, người trẻ, bất cứ ai cũng có thể góp phần của mình. Trong khi chiến dịch tẩy chay bắt đầu, thì tọa kháng và bắt bớ vẫn tiếp tục. Sự xung đột gần như trở thành một phần thường trực của đời sống tại khu mua sắm ở phố chính. Cuộc biểu tình và tẩy chay kích động một số hành động trả đũa theo màu da. Nhưng cuộc biểu tình của người da trắng để phản đối lại dẫn đến những tác dụng ngược. Nhiều người da trắng khác sợ hãi, tránh xa phố chính và như vậy vô tình tiếp tay cho cuộc tẩy chay. Các nhà kinh tế ở Đại học Fisk ước tính rằng một số các cửa tiệm ở phố chính đã bị thất thu thương vụ đến 40%. Khi lễ Phục sinh gần kề, việc nô nức mua sắm thông lệ đầu mùa xuân đã không xảy ra. Đấy là một thông điệp hùng hồn được gửi đến cho cộng đồng người da trắng. Đối phó với nhóm sinh viên là một chuyện, từ thứ bảy này qua thứ bảy khác, nhốt họ, bắt họ đóng tiền thế chân, xử và kết tội họ, phạt họ $50, v.v. Nhưng còn một chuyện khác, đó là bây giờ đi xuống phố, không có một bóng người đi lại trên đường. Đến ngày Phục sinh, các quầy ăn trưa vẫn còn phân cách. Song chiến dịch tọa kháng đã nâng vấn đề quyền công dân lên hàng những vấn nạn quốc gia phải giải quyết hơn bao giờ hết. Vào ngày Chủ nhật lễ Phục sinh, chương trình gặp gỡ báo chí của đài truyền hình NBC đào sâu vào hiện tượng phản kháng bất bạo động. Dr. King, wouldn't you be on stronger grounds though if you refused to buy at those stores and if you called upon the white people of the country to follow you because of both your moral and your legal right not to buy? I think, Mr. Spivak, sometimes it is necessary to dramatize an issue because many people are not aware of what's happening. And I think the sit-ins serve to dramatize the indignities and the injustices and the dissatisfaction of the Negro with the whole system of segregation. Chúng tôi có một buổi họp dự định vào lúc 6 giờ sáng. Khi tôi đang sửa soạn mặc quần áo trong phòng nội trú, thì tôi nghe một tiếng nổ lớn. Không lâu sau đó thì tôi được biết là nhà của luật sư J. Alexander Luby đã bị đặt bom. Dĩ nhiên, đó là cố gắng của phe đối phương muốn làm cho chúng tôi sợ hãi. Bạo động có một diễn trình qua lại rất đơn giản. Tôi làm cho anh đau khổ nhiều hơn tôi. Tôi làm cho anh đau khổ đến khi anh khóc ròng và đầu hàng. Đấy là chiến tranh. Đấy là bạo động. Sự khác biệt với bất bạo động là chúng tôi không muốn đập đối phương bầm dập, vì chúng tôi nghĩ làm như vậy không có lợi gì cho ai cả. Ông Luby
và vợ ông bị thương. Nhưng ông Lawson bảo các sinh viên là trò bạo động có thể bị phản ứng ngược. Việc nổ bom làm chấn động cả thành phố và cho các sinh viên một cơ hội chiến lược. Họ gửi một điện tín đến ông thị trưởng, yêu cầu triệu tập một buổi họp. Và họ tổ chức một cuộc diễn hành trong thinh lặng từ trường đại học đến tòa thị chính. Họ bắt đầu với 1.500 người tham gia. Dọc đường, con số đã tăng lên gấp đôi. Ông thị trưởng Ben West đang chờ họ đến. Có lúc, ông West tranh luận với một mục sư người da đen. Nhưng liền sau đó, cô Diane Nash bước tới đặt những câu hỏi rất thẳng thắn. I asked the mayor, first of all, Mayor West, do you feel that it's wrong to discriminate against a person solely on the basis of his race or color? I tried as best I could to answer it, frankly and honestly, that I could not agree that it was morally right for someone to sell them merchandise and refuse them service. And I had to answer it just exactly that way. Kế đến, cô Ness hỏi ông thị trưởng là các quầy ăn trưa có nên bãi bỏ hình thức tách biệt chủng tộc hay không? Ông thị trưởng trả lời là có. It was the first major. Đấy là một sự thay đổi lớn lao đầu tiên trong cách hành xử của thành phố. Nashville bắt đầu bãi bỏ sự tách biệt chủng tộc ở các công sở, các tiệm bán hàng ngay ngày hôm đó. Nhưng phải mất 3 đến 4 năm sau thì nạn tách biệt mới được bãi bỏ ở các rạp hát, tiệm ăn, trên các phương tiện di chuyển công cộng. Nhưng chính lời tuyên bố của ông thị trưởng Ben West, không, kỳ thị là không đúng, mà tiến trình thay đổi đã bắt đầu. Các tiệm bán lẻ ở phố chính nói riêng với các sinh viên rằng họ muốn bãi bỏ sự phân chia chủng tộc. Các sinh viên liền thảo ra một kế hoạch. Chúng tôi đề nghị việc này với họ, và họ cảm thấy nhẹ người. Đó là sẽ không có tuyên bố là cuộc biểu tình đã chấm dứt, và cũng không có tuyên bố rằng người da đen được phục vụ, không tuyên bố, không báo chí, không cảnh sát. Trong thời hạn 2 tuần được gọi là thử thách, những cặp da đen đến nhà hàng ăn có những quan sát viên người da trắng hoặc những người da trắng ngồi gần đấy. Việc này được chuẩn bị trước và rất thành công. Không có cái gì đáng tiếc xảy ra cả. Một cuộc vận động bắt đầu từ tầng hầm của một ngôi nhà thờ nhỏ vào tháng 9, chỉ đến mùa xuân, đã dẹp bỏ được nạn tách biệt chủng tộc ở các phòng ăn trưa tại phố chính. Nạn kỳ thị được tiếp tục dẹp bỏ ở các nhà hàng và các phương tiện công cộng, cho mọi người thấy là giới buôn bán mà ủng hộ nạn tách biệt chủng tộc sẽ phải chịu nhiều tốn kém và tài tiếng. Đấy là một thứ vũ khí có tính quyết định. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có những nguồn lực tâm linh cũng như tài năng về tâm lý, đủ để làm thay đổi tình hình cho cả những nơi khác nữa. Chúng tôi hiểu cách làm sao tổ chức cộng đồng. Chúng tôi hiểu cách hướng dẫn cuộc biểu tình. Chúng tôi hiểu cách thương lượng. Và chúng tôi hiểu cách làm việc với giới truyền thông báo chí. Trong tinh thần đó, chúng tôi là những chiến sĩ. Chúng tôi đã chuẩn bị đàng hoàng. Có thể ví đây như là một quân trường về đấu tranh bất bạo động, tương đương với trường võ bị West Point. Suốt những năm còn lại của thập niên đó, họ tiếp tục hoạt động với những kinh nghiệm học được, sâu xuống miền Nam và tỏa ra khắp nước. Hồi tưởng lại những gì họ đã đạt được, một sinh viên tại Nashville đã viết: bạn không thể chờ đợi người khác làm cho bạn. Bạn cũng không thể trông chờ chính phủ làm cho bạn. Chính bạn phải tạo ra thay đổi với chính nỗ lực, hành động và viễn kiến của mình. Thank you.
Ấn Độ, hòn ngọc của đế quốc thực dân hùng mạnh nhất thế giới. Anh Quốc đã thống trị Ấn Độ hơn một thế kỷ. Nhưng vào năm 1930, ông Irwin, toàn quyền Ấn Độ, biết là sắp xảy ra một cơn khủng hoảng. Đối thủ của ông Irwin là Mohandas Gandhi, một người mà tên tuổi đã đồng nghĩa với đấu tranh bất bạo động. Từ lúc ông trở về từ Nam Phi, Gandhi đã trở thành nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ. Ông hiểu là quyền kiểm soát Ấn Độ phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân Ấn, chứ không phải từ sự cưỡng ép của Anh Quốc. Ông ta đã nói, làm thế nào mà 100.000 lính Anh lại có thể kiểm soát được hơn 350 triệu người dân Ấn Độ lúc bấy giờ? Chỉ có 100.000 binh sĩ thôi. Ông Gandhi nói, nếu chúng ta ngưng làm bất cứ chuyện gì mà người Anh muốn chúng ta làm, thì toàn quốc sẽ đi đến chỗ bế tắc ngay. Đó là bức phục tùng dân sự ở tầm vóc khổng lồ. Rất nhiều người Ấn hoan nghênh cuộc đấu tranh này. Ông Gandhi phải tìm cách tận dụng nguồn năng lực của họ để có tác động tối đa. Ông Gandhi quay về nghỉ hưu tại tổng hành dinh của ông bên bờ sông Sabarmati, gần bờ biển miền Tây Ấn Độ. Tại Ashram, tức cộng đồng tâm linh mà ông sinh sống, ông hướng vào nội tâm, tìm kiếm một chiến lược bất bạo động nhằm mưu tìm tự do. Liên tục trong nhiều tuần lễ, ông ở một mình trong căn phòng khắc khổ. Khó ai đoán được ông đã nghĩ gì. Narayan Desai sống tại ashram của ông Gandhi trong những tuần lễ hệ trọng đó. Có người bảo ông ta rất thông minh. Ông không muốn cho chính quyền Anh biết chiến lược mà ông sẽ sử dụng. Và ông chỉ luôn nói, không, tôi đang chờ đợi. Tôi đang chờ đợi một tiếng gọi, và tôi biết là tôi sẽ nghe được tiếng nói từ thâm tâm của mình. Tháng 2 năm đó, ông quyết định sẽ bắt đầu bằng cách thách thức mức thuế cũng như chính sách độc quyền khai thác muối của chính quyền Anh. Ông viết thư cho toàn quyền Irwin vào ngày 2 tháng 3, giải thích về sự bất công của đạo luật muối và nói rằng ông sẽ ra bờ biển chế biến muối bất hợp pháp. Ông kêu mời toàn thể dân Ấn Độ làm theo ông. Ông thỉnh cầu toàn quyền Irwin hãy cùng ông thương lượng. Vài ngày sau đó, một bức thư ngắn từ thư ký của ông Irwin nói rằng quan toàn quyền tiếc là ông Gandhi đã có chương trình hành động như vậy. Ông Gandhi gửi một số đội đi dò đường trước để chọn một bãi biển. Trong các bài diễn văn và bài viết, ông công kích đạo luật muối, nhấn mạnh vào sự bất công, đặc biệt là đối với dân nghèo. Ông biết rằng muối sẽ là một biểu tượng quan trọng. Bất cứ ai cũng cần tới muối. Và ông Gandhi muốn chọn một vấn đề nào liên quan đến tất cả mọi người, bất kể giai cấp xã hội, giai cấp kinh tế, ngành nghề cá nhân. Không có muối thì bạn và tôi không thể nào sống được. Ông muốn đánh động việc mà trong thâm tâm mỗi người dân Ấn đều đồng ý. Đây là một vật mà bạn và tôi và tất cả chúng ta đều cần. Tại sao chúng ta phải chịu bị đánh thuế như vậy? Với một bản năng sắc bén về kịch nghệ chính trường, ông Gandhi vẽ ra một lộ trình từ khu tu học của ông đến bờ biển. Ông và các người tình nguyện sẽ đi bộ 240 dặm. Ông tính rằng sự có mặt trên đường đi suốt gần một tháng trời sẽ tạo nên sự trông mong và quan tâm to lớn từ quần chúng. Ông đã tiên liệu là sẽ bị bắt trước khi tới được bờ biển. Rạng sáng ngày 12 tháng 3, vở kịch bắt đầu. Ở tuổi 60, ông Gandhi là người lớn tuổi nhất trong số 78 người đi tuần hành. Hàng ngàn người kéo đến tham gia, bao gồm cả các quan sát viên của cảnh sát, nhưng chính quyền không có hành động cản trở nào. Họ sợ là vì ông quá nổi tiếng nên cản ông sẽ dẫn đến cảnh bạo động. Cho nên, họ đã cân nhắc lợi hại
và có nên giữ ông hay không. Phần họ cũng coi thường phong trào này, Satyagraha muối. Họ nghĩ là phong trào này sẽ tự tan biến thôi nếu ông Gandhi sẽ bị mất mặt. Rồi họ nghĩ, nếu ông tiếp tục tuần hành mà không vi phạm luật lệ nào, thì làm sao chúng ta có thể bắt ông ta? Bắt về tội gì? Ông Gandhi muốn mình bị bắt, nhưng không muốn điều đó xảy ra quá sớm. Ông đi được càng lâu thì công luận càng biết đến ông. Các thông điệp của ông nhằm vào cả công luận tại chỗ lẫn thế giới bên ngoài. Qua sự tường thuật của hàng chục ký giả đang đi theo đoàn tuần hành, trong các bài diễn văn, ông khẳng định rằng chúng ta không nên oán ghét người Anh. Họ đâu có lấy nước Ấn Độ của chúng ta. Chúng ta đã trao cho họ đấy chứ. Gandhiji. Tôi biết ông Gandhi từ khi tôi còn là một học sinh. Ông là người mà tôi ngưỡng mộ, noi gương, và ông được xem như là một vị thánh. Ông là một vị thánh vì ông ăn mặc như là một vị thánh. Và những điều gì ông nói đều nghe như là lời của một vị thánh. Mặt khác, khi trưởng thành, tôi bắt đầu nhận thấy ông ta là người nghiên cứu lịch sử, nhưng loại rất là sắc bén. Ông là một người biết rất rõ về tâm lý con người. Ông hiểu được khái niệm tôn trọng luật chơi công đạo của người Anh. Ông ta hiểu điều đó và biết cách khai dụng loại tính tình đó. Tuy rằng Vương quốc Anh không bao giờ ngần ngại sử dụng vũ lực, nhưng chính quyền Anh quốc luôn tự hào về lề lối cai trị sáng suốt và sự hợp tác từ các quan chức Ấn Độ. Ý định của ông Gandhi là gỡ bỏ sự đồng ý của người Ấn, mặc cho ngoại quốc cai trị. Cuộc tuần hành chống thuế muối tạo nên một tình trạng khó xử. Nếu họ bắt ông, cả nước Ấn Độ sẽ nổi dậy phản đối. Còn nếu để ông công khai chống lại pháp luật, thì quyền kiểm soát của Anh sẽ mất dần và có lẽ sẽ không lấy lại được nữa. Trong mỗi bài diễn văn, ông Gandhi đều giải thích sức mạnh của phương cách chống cự bất bạo động. Ông kêu gọi các quan chức người bản xứ hãy thôi làm việc cho chính quyền. Ông nói, khi tất cả mọi người từ chối hợp tác, thì chính quyền Anh sẽ không thể làm gì cả. Ông ta kêu gọi mấy người lý trưởng hãy từ chức. Và tôi nhớ, hơn 140 ông lý trưởng đã từ chức. Tại sao ông ta kêu gọi họ từ chức? Bởi vì đó là một chính phủ ngoại bang vận hành đất nước này cho lợi ích riêng của họ. Thế thì tại sao chúng mình phải phục vụ họ? Nếu không làm vậy, thì làm sao bạn có thể chống lại sự áp bức? Hoặc bằng chọn con đường mưu sát hay chế bom, hoặc bằng chọn phương pháp bất bạo động. Đúng, có cách thứ nhì có thể không cho bạn kết quả thành công. Bạn có thể thua, bạn có thể bị thương tích, thậm chí có thể mất cả mạng nữa. Bất kể những tiếng đồn về tình trạng sức khỏe đang suy sụp của ông, Gandhi vẫn giữ đúng thời biểu đã định. Tại mỗi nơi tạm nghỉ chân, ông đều hỏi, có bao nhiêu quan chức địa phương đã từ bỏ việc làm với nhà nước? Đã có bao nhiêu dân làng mặc vải thô, loại vải bông tự dệt bằng tay và trở thành đồng phục bán chính thức của phong trào? Ông Gandhi kêu gọi dân Ấn không nên mua vải nhập khẩu. Mỗi ngày, ông đều quay vải bông 2 tiếng đồng hồ để bi kịch hóa tình trạng hàng triệu công ăn việc làm của dân Ấn bị mất đi vì hàng vải nhập từ Anh quốc. Ông nói, nếu mọi người dân Ấn đều quay bông vải cùng một lúc, thì tiếng quay tơ sẽ thành bài hát tự do. Ông chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Ông phải thuyết phục hàng ngàn người dám tự nguyện để mình bị bắt bỏ tù. Nếu không, cuộc tuần hành của ông sẽ kết thúc trong thất bại. Đây là một người biết cách quảng bá tối đa thông điệp của mình. Và trong ý nghĩa đó, chúng ta có thể nói ông là một trong những nhà quảng cáo vĩ đại nhất Ấn Độ. Tôi không thích dùng chữ đó, nhưng để nó trong hoặc kép vậy. Và ông đã xuống đường tuần hành nhiều năm trước cuộc tuần hành của ông Martin Luther King tại Washington, D.C. Ông Gandhi là người đẻ ra kiểu tuần hành này. Và khi ông tiếp tục đi, người dân đã truyền miệng tin này.
ông ấy đang tuần hành, ông ấy sẽ chống lại pháp luật. Hãy kéo nhau theo ông ấy. Đây là cơ hội chúng ta chứng tỏ cho người Anh thấy mà không cần phải đánh họ. Cho họ thấy là chúng ta có một giá trị tinh thần nào đó, chứ không phải chỉ là nô lệ. Và trời ơi, ngay cả một thằng bé học sinh như tôi vào lúc đó mà còn dựng tóc gáy lên khi cô cảm nhận được rằng ông ta đang dần dần tiến đến mục tiêu. Và tất cả chúng tôi đều biết rằng chỉ cần ông bốc lên một nắm muối là ông sẽ bị bắt. Vào ngày thứ 24, những người tuần hành đã đến bờ biển. Một tờ báo Mỹ bình luận rằng nếu Anh Quốc mất nước Mỹ vì trà, thì họ sắp mất Ấn Độ chỉ vì muối. Vào buổi tối trước ngày vi phạm pháp luật, ông Gandhi nói chuyện tại bờ biển với 12.000 người ủng hộ. Ông đề nghị, hãy bốc lấy một nắm muối trong tay. Bà con có nghĩ là nó đáng giá 60 triệu rupee không? Đó là số tiền mà chính quyền đã lấy của chúng ta qua việc độc quyền cung cấp muối. Rạng sáng ngày 6 tháng 4, ông Gandhi cúi xuống, bốc một nắm muối lẫn với bùn trong tay. Tin ông Gandhi vi phạm luật muối truyền như tia điện ra khắp nước. Hàng ngàn người đổ ra bờ biển để theo gương ông. Ông Jawaharlal Nehru, thủ tướng tương lai của Ấn Độ, diễn tả lòng người lúc đó như sau. Tình hình lúc đó như một cái lò xo bất ngờ được thả bung ra. Trên toàn quốc, ai cũng nói chuyện mua làm muối. Muối tốt hay xấu không thành vấn đề. Vấn đề là làm sao vi phạm cho được cái luật muối đáng ghét đó. Và chúng tôi đã thành công trong chuyện đó. Quan chức Anh đã không ngờ tới sự thành công to lớn của phong trào chống thuế muối. Có nhiều người hoài nghi về sự thành công của phong trào Satyagraha muối. Là cái quái gì? Người ta không thể hạ bệ một hoàng đế bằng việc đun sôi nước biển trong một ấm nước. Đó là cái sự suy nghĩ xem như đương nhiên vào thời đó. Nhưng trong cuộc đấu tranh bất bạo động, nhận thức thâm sâu của người lãnh đạo là điều quan trọng. Cái gì có thể huy động được người dân? Cái gì có thể làm cho họ thấy lý do để đấu tranh? Và cái gì khiến họ đấu tranh theo chiều hướng bất bạo động? Khi phong trào đã bao trùm cả nước, ông Gandhi ngạc nhiên là ông vẫn chưa bị bắt. Ông đi thăm các thôn làng ven biển, khuyến khích họ tham gia các hoạt động bất phục tùng dân sự và cho biết đó chỉ mới là bước đầu. Ngày hôm nay, chúng ta bất tuân luật muối. Ngày mai, chúng ta sẽ phải bỏ các điều luật khác vào thùng rác. Chúng ta sẽ thực hành những hành động bất hợp tác như vậy cho đến khi nào chính quyền không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Khi mà bạn là người bất bạo động, thì làm sao chúng tôi có thể hút chặn bạn? Làm sao chúng tôi đối phó với sự thách thức của bạn? Cùng lắm, chúng tôi chỉ có thể bỏ tù bạn. Và nếu chúng tôi bỏ tù bạn lần nữa, thì bạn lại càng được ái mộ. Chúng tôi không thể dùng vũ khí chống lại bạn được. Chúng tôi không thể dùng bạo lực chống lại bạn. Và đây là một con người đã dần dà phát hiện được ra một phương pháp để khuất phục người Anh. Từ New Delhi, toàn quyền Irwin đánh điện cho London. Tầm ảnh hưởng cá nhân của ông Gandhi là một mối đe dọa cho sĩ diện của chính quyền. Và trên một số phương diện, ông ta đã làm hao mòn quyền lực của chính quyền. Bộ chỉ huy của ông Gandhi nằm ngay trên bờ biển. Một tháng sau khi ông bốc lên nắm muối đầu tiên, ông tuyên bố leo thang bước mới. Ông và các ủng hộ viên sẽ chiếm đóng nơi chế tạo muối của chính quyền tại thị trấn Darashana gần đó. Gần nửa đêm ngày 4 tháng 5, ông viết thư cho toàn quyền Irwin và đưa ra 3 phương cách
để tránh cuộc tiến chiếm xưởng muối. Ngưng luật thuế muối, hay bắt giam nhóm người đến kho muối, hay là đánh bể đầu họ. Ông viết xong lá thư rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau thì ông Gandhi bị bắt vào tù. Thế là ông tọa nguyện. Tin ông bị bắt đã khơi lên một trận bão lửa. Từ thành phố này đến thành phố khác, đời sống bình thường hầu như đứng khựng lại. Toàn quyền Irwin tuyên bố chiến lược kiên trì áp lực. Cảnh sát sẽ sử dụng tối thiểu vũ lực. Ông Irwin đưa ra các sắc lệnh khẩn cấp. Mọi cuộc họp mặt chính trị đều bị cấm. Báo chí bị kiểm duyệt. Ủy ban hoạt động của Đảng Đại nghị Toàn quốc Ấn bị cấm sinh hoạt. Kế hoạch của Irwin để tránh phải ra tay đàn áp bị thất bại, khi các sắc lệnh của ông lại tạo thêm cơ hội mới cho người ta cố tình phạm luật. Hàng ngàn người bị bắt giam, đúng như ý muốn của ông Gandhi. Một nhóm cảnh sát đến bắt ba tôi và mấy đứa con nít như tụi tôi chạy theo xe cảnh sát. Thay vì nói tạm biệt ba hay những câu tương tự, tôi đã nói với ông: ba ơi, lần này không ít hơn 2 năm nhé. Có nghĩa là con không muốn ba ở tù ít hơn 2 năm. Bạn thấy đấy, nó là một sự hãnh diện khi cha mình được tuyên án 2 năm tù, chứ không phải chỉ là vài 3 tháng. Cho nên, sáng kiến của ông Gandhi đã đánh động đến cả tấm lòng của trẻ con trong tình hình đó. Cuộc tiến vào chiếm đóng xưởng muối Darasana vẫn được tiến hành dù không có mặt ông Gandhi. Một thi sĩ nổi tiếng tên Sarojini Naidu dẫn đầu cuộc chiếm đóng xưởng muối. Bà hướng dẫn đội binh rằng: các bạn phải dứt khoát, không bạo động dù trong tình huống nào. Các bạn sẽ bị đánh đập, nhưng đừng chống cự, đừng ngay cả giơ tay đỡ đòn. Sau 10 ngày tranh chấp, con số lên tới 2.500 người biểu tình đối đầu với lực lượng bảo vệ. Cảnh sát tấn công đoàn người biểu tình bằng dùi cui có bọc thép ở đầu, gọi là những gậy lathi. Ký giả Webb Miller của United Press chứng kiến cảnh tượng này. Họ đã ngã gục hàng loạt. Tôi cứ nghe thấy tiếng rùng rợn của dùi cui đập vào sọ người mà không có gì che chở. Những người bị ngã gục nằm la liệt, bất tỉnh hoặc quằn quại, với vết nứt sọ hoặc bị bể xương vai. Bài tường thuật của ông Miller được đăng trên gần 2.000 tờ báo và được đọc lên tại Thượng viện Hoa Kỳ. Một người tham gia biểu tình giải thích: mục tiêu của chúng tôi là trưng cho thế giới bên ngoài thấy những răng nanh và móng vuốt của chính phủ trong tất cả cái xấu xa và hung dữ nhất của họ. Trong mục đích này, chúng tôi đã thành công tột độ. Đến giữa mùa hè, cuộc đấu tranh vẫn không suy giảm. Ngay cả khi ông Gandhi và hầu hết các nhà lãnh đạo cấp quốc gia đều bị ngồi tù, chính quyền coi như đã mất khả năng kiểm soát tại các thành phố lớn. Tin tức báo chí về sự bạo hành của cảnh sát gây thiệt hại cho phía chính quyền Anh không thua gì chính chiến dịch phản kháng. Toàn quyền Irwin đánh điện cho Tổng đốc tỉnh Bombay: tôi dám nói chắc là những vụ đánh đập bằng gậy lathi này chính là điều mà địch thủ của chúng ta mong muốn. Chúng ta phải nặng óc ra xem có cách nào không cho họ có lợi điểm đó không. Vào tháng 7, chính quyền báo cáo có gần 17.000 người phản kháng dân sự đã bị bắt. Mục đích vào đầy nhà tù của ông Gandhi không phải chỉ là hy sinh bản thân, mà còn là chủ trương bất phục tùng hàng loạt và đang soi mòn liên tục quyền hành của chính quyền Anh.
Nếu một vị chức trách có quyền hành, thì quyền hành đó chỉ lớn đến mức mà người dân chịu phục tùng mà thôi. Nhưng hễ sự phục tùng đó biến mất, khi pháp luật không còn được tuân thủ nữa, thì mệnh lệnh của nhà cầm quyền không còn được tuân theo nữa, thì lập tức quyền hành đó biến mất. Mọi người đều có thể tham gia tranh đấu bằng cách tẩy chay hay biểu tình trước các cửa tiệm có bán hàng hóa của anh. Khi hàng hóa bán không được, ông Irwin ban hành lệnh phòng chống ức hiếp để cấm các vụ biểu tình chống hàng Anh. Kết quả là thêm người bị bắt giữa tiếng hoan hô của những người chung quanh. Mậu dịch giữa Ấn Độ và Anh tụt giảm 25%. Và đến tháng 12, thì cứ 4 cửa hàng bán vải ngoại quốc thì có đến 3 tiệm phải đóng cửa. Đến tháng Giêng, Thủ tướng Anh là ông Ramsay MacDonald nhận thấy đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt cuộc đọ sức. Ông ra lệnh phóng thích ông Gandhi và các nhà lãnh tụ khác. Phong trào toàn quốc đang mạnh và hân hoan ăn mừng ông Gandhi được phóng thích. Nhưng người chỉ huy biết binh lính của mình cần được nghỉ ngơi. Ngày 14 tháng 2, ông Gandhi cho toàn quyền Irwin biết là ông sẵn sàng đàm phán. Ông khẳng định là việc tự chế muối và tẩy chay hàng hóa sẽ vẫn tiếp tục trong khi đàm phán. Tại dinh toàn quyền ở New Delhi, ông Gandhi là người Ấn đầu tiên gặp gỡ giới cai trị Anh trong tư thế bình đẳng. Cuộc đàm phán kéo dài 3 tuần lễ. Ông Irwin từ chối nhượng bộ về thuế muối và nhập cảng vải, vì những nhượng bộ đó sẽ khiến những người Ấn đang hợp tác với ông bỏ đi. Ông Gandhi đạt được việc phóng thích các tù nhân chính trị và hủy bỏ các sắc lệnh đàn áp. Ông kêu gọi ngưng chiến dịch bất phục tùng dân sự. Những vấn đề về hiến pháp được dời đến những phiên họp sau tại London. Có nhiều người không hài lòng. Họ nghĩ có lẽ ông Gandhi đã thỏa hiệp và chuyển hướng. Nhưng lập luận của ông Gandhi luôn luôn là phong trào này không vô ích. Bởi nhờ chính những phong trào như vậy, ông mới rèn luyện được quần chúng. Không thể chỉ một lần mà đòi được tất cả mọi chuyện. Bạn tương nhượng, tập hợp sức mạnh, rèn luyện đội ngũ, rồi bạn mới ra bước kế tiếp. Một năm sau cuộc tuần hành muối, Ấn Độ vẫn nằm dưới sự cai trị của Anh quốc. Nhưng ông Gandhi đã chấm dứt được một trò hề là chính quyền Anh tại Ấn Độ không còn được xem là chính thống, bằng cách phơi bày những chuyện bất công và kết thúc tình trạng dân Ấn chấp nhận bị ngoại bang cai trị. Ông đã đánh thức được người dân về sức mạnh của họ và đưa Ấn Độ vào con đường tiến tới độc lập. 16 năm sau, vào năm 1947, Anh quốc trao trả độc lập cho Ấn Độ. Nội trong một năm sau đó, ông Gandhi từ trần bởi một viên đạn ám sát. Tầm nhìn và phương pháp đấu tranh bất bạo động của ông đã vượt xa những thành quả tại Ấn Độ và đã trở thành tấm gương cho những thế hệ tương lai. Ông đã từng nói, kỹ thuật đấu tranh bất bạo động của tôi còn sơ sài như điện lực dưới thời ông Edison. Nó cần được hoàn thiện và phát triển thêm nữa. Cứ mỗi cuối tuần, họ lại phải đi chôn cất người chết. Trong năm qua, tin thanh thiếu niên da đen bị cảnh sát bắn chết đã trở nên bình thường như tin thời tiết.
Đây là cuộc nổi dậy của hàng triệu người da đen Nam Phi để gia tăng cường độ cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng và chấm dứt chế độ kỳ thị hợp pháp, còn có tên gọi là apartheid. Gần đây, các lực lượng an ninh tăng cường hoạt động tại các thị trấn da đen, như khiêu khích các thành phần da đen trẻ vốn đã đầy tức giận. Nhiều thường dân vô tội cũng bị vạ lây trong cái vòng bạo động càng lúc càng leo thang và chết người này. Nhưng chỉ phía dân da đen bị chết mà thôi. Bị thúc đẩy bởi cảnh đổ máu, một thế hệ lãnh đạo mới của thị trấn được thành lập để tìm những cách hữu hiệu hơn chống lại tình trạng này. Tại phố cảng Elizabeth, Khusali Jack, một thanh niên 27 tuổi với nhiều kinh nghiệm quy tụ thành thiếu niên. Có những điều bực dọc trong thị trấn trước những gì đang diễn ra. Có những cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa những người trẻ tay không với cảnh sát, và cảnh sát nã súng vào họ không thương tiếc. Chúng tôi bèn nói, hãy vạch mặt thật của những tay cảnh sát này. Hãy đem cuộc đấu tranh này đến tận những thị trấn xa xôi và đem đến tận nhà của họ. Việc đem cuộc chiến đến phần đất Nam Phi của người da trắng là một sáng kiến mới. Một vài cộng đồng da đen quanh vùng Elizabeth đã gần như tự trị, và họ cũng đã bị trừng phạt bởi những nỗ lực thô bạo của cảnh sát để lấy lại quyền kiểm soát. Nhưng dù vậy, vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến chế độ kỳ thị trên cả nước. Chỉ cách đó chừng 2 dặm, nhưng hầu hết người da trắng không hay biết gì về các vụ xung đột. Báo chí của người da trắng và đài truyền hình chính phủ không đưa tin tức gì về những vụ bất ổn tại các thị trấn. Song cũng một ít người da trắng tham gia phong trào chống apartheid. Trong số đó có cô Janet Cherry, một cán sự xã hội trẻ tuổi và cũng là thành viên bí mật của một tổ chức bị cấm, có tên là Nghị hội Toàn quốc Nam Phi, gọi tắt là ANC. Dự tính của chúng tôi là phải đưa cuộc đấu tranh vào các vùng da trắng, không phải vì một động cơ chủng tộc nào, mà là do nhận thức là nhà nước sẽ không suy yếu, trừ khi bạn tạo ra được tác động bên ngoài các thị trấn da đen. Sáng kiến của Khusali Jack đưa cuộc đấu tranh vào cộng đồng da trắng đòi hỏi phải có sự hậu thuẫn của đám đông quần chúng. Chứng kiến cảnh chính quyền dễ dàng dẹp tan các tổ chức lỏng lẻo bằng cách bắt đi các lãnh tụ của họ. Vì vậy, trong nhiều năm, anh cố gây dựng những tổ chức dân sự bắt rễ sâu vào từng góc đường, từng khu phố. Phong trào dân sự da đen lớn dần. Năm 1983, Mặt trận Dân chủ Thống nhất, gọi tắt là UDF, được thành lập như một liên minh toàn quốc của hơn 600 hội dân sự, như các ủy ban khu phố, nhóm nhà thờ, đội thể thao, câu lạc bộ phụ nữ, v.v. Khi tổ chức này mở rộng dần, rộng dần, rộng dần, nó trở nên rất khó cho lực lượng an ninh đè bẹp. Bởi vì đến lúc này thì chúng tôi đã có những trung tâm kháng cự lớn trong cộng đồng. Và rồi từ từ cứ từng người nhập cuộc đấu tranh cho công lý. Và từng người nhìn ra vai trò của mình. Vào tháng 5 năm 1985, một số phụ nữ trung niên đến gặp các lãnh tụ của tổ chức dân sự da đen phố cảng Elizabeth, đề nghị mở chiến dịch tẩy chay các cửa tiệm da trắng. Một cuộc tẩy chay của giới tiêu thụ có tiềm năng đạt được những mục tiêu của anh Khusali Jack, đó là lần đầu tiên tạo áp lực lên cộng đồng da trắng. Những người tổ chức cuộc tẩy chay chỉ có vài tuần để chuẩn bị, phải thuyết phục được 500,000 người chỉ mua sắm bên trong các thị trấn da đen, thay vì mua sắm dưới tỉnh, và các cửa hàng da đen phải chuẩn bị khi có số khách hàng đột ngột gia tăng. Công việc chuẩn bị là đến nói với giới buôn bán, đến với giới buôn bán da đen tại các thị trấn và nói với họ là
hãy mua tồn kho nhiều loại nhu yếu phẩm cho cuộc đấu tranh kéo dài mà chúng tôi sắp phải đương đầu. Chúng tôi cũng nói với họ, hạ bớt giá xuống. Chúng tôi đến gặp các vị lãnh đạo nhà thờ, đến các trường học, nói chuyện với các tài xế xe buýt, xe taxi, để nói họ đừng chuyên chở những thứ chúng tôi tẩy chay vào các thị trấn da trắng. Lễ đám tang hàng tuần là những dịp tụ tập công khai mà chính phủ không thể cấm đoán được. Do đó, họ tận dụng các cơ hội này để vận động dân chúng ủng hộ chiến dịch tẩy chay. Hai ngày trước khi cuộc tẩy chay bắt đầu, anh Khuselichak trở thành diễn giả chính của chiến dịch. Cảnh vật trông như bao buổi sáng khác. Nhưng đến 10 giờ sáng thì sự khác biệt đã hiện rõ. Khu phố Bắc thường ngày đầy ngập người da đen đi mua sắm, giờ đây đã vắng tanh. Các quan sát viên được gửi đến theo dõi đã báo cáo lại là người da đen đã tẩy chay 100%. Lúc chúng tôi đi quan sát chung quanh tỉnh, chúng tôi thấy các tiệm đóng cửa và không ai mua sắm gì trong tỉnh. Thế là chúng tôi thấy dân chúng ủng hộ 100%. Điều đó làm cho chúng tôi rất là lên tinh thần rất nhiều. Tẩy chay là một chiến thuật mới được áp dụng trong một cuộc nổi dậy đã kéo dài 10 tháng trời. Nhưng chỉ trong 5 ngày, nó đã cho thấy đây là vũ khí hiệu nghiệm nhất từ trước đến nay và đang lan tỏa đi khắp nơi khác nữa. Đây mới là mối đe dọa thực sự lên chế độ apartheid. This state of affairs can no longer be tolerated. The government has, in terms of the Public Security Act, Act 3 of 1953, decided to proclaim a state of emergency in the following ministerial districts: Port Elizabeth, Albany, Uitenhage, Cradock, Kirkwood, Somerset East, Adelaide, Fort Beaufort, Bedford, Alexandria. Đây là lần đầu tiên có tình trạng khẩn trương kể từ năm 1961. Quân đội Nam Phi vào chiếm đóng các thị trấn da đen. Lưu thông bị hạn chế, giới nghiêm được ban hành ngày đêm và hàng trăm người bị bắt. Đặc biệt, các thanh niên bị lôi ra hành hung, nhưng trò đàn áp này không làm cho chiến dịch tẩy chay thuyên giảm. Lực lượng an ninh cũng không bắt được các lãnh tụ da đen. Hầu hết họ đã lẩn tránh ra bên ngoài khu vực họ thường sinh sống, hòa lẫn vào các hội đoàn dân sự. Họ ban hành tình trạng khẩn trương chính là vì họ đang hốt hoảng. Đúng vậy, chúng tôi đang đấu tranh ngày một hiệu quả. Họ cảm thấy bước chân của chúng tôi đang đi tới. Họ cảm thấy chúng tôi đang đi tới, cho nên đối với chúng tôi, tình trạng khẩn trương cho thấy chính quyền đang phải dùng biện pháp đặc biệt để giữ cho chế độ apartheid còn sống. Và chúng tôi biết ngay từ lúc đó là chúng tôi đã đẩy apartheid vào cơn khủng hoảng và chúng tôi có mặt để đẩy tới thêm một chút và cứ đẩy tới một chút, đẩy tới một chút. Với sức mạnh này, chúng tôi có thể làm được nhiều điều đáng kinh ngạc. Bởi vì ngay trong 3 tuần lễ đầu, các cửa hàng đã bắt đầu dẹp tiệm. Bạn có thể tin nổi chuyện này không? Cứ mỗi khi nghe thêm một tiệm đóng cửa là chúng tôi lại ăn mừng. Và rồi lại thêm một tiệm nữa. Làm ơn đóng lại đi. Cảm ơn. Anh Khuseli Jack
phải đi trốn để khỏi bị bắt. Trong khi liên tục di chuyển từ nhà này qua nhà khác, anh vẫn họp hành với Ủy ban tẩy chay và tìm cách tận dụng những thành công mới gặt hái được. Ủy ban đưa thêm điều kiện mới vào bảng yêu sách mà chính quyền phải đáp ứng trước khi họ ngừng chiến dịch tẩy chay. Chúng tôi nêu lên những yêu sách cụ thể, và nay nhìn lại những yêu sách lúc đó quả là rất đơn giản. Nhưng đòi mở các dịch vụ công cộng ra cho mọi sắc dân, rút binh lính ra khỏi các thị trấn da đen. Cái gì chưa cho người da đen sử dụng thì bây giờ phải cho và chấm dứt kỳ thị nơi sở làm, vân vân. Và chúng tôi cũng có những đòi hỏi dài hạn như đòi hỏi trả tự do cho ông Mandela. Nhiều người đã không nghĩ là chúng tôi dám đòi những điều ấy. Thái độ của họ là, trời đất, cái gì vậy? Thôi bỏ chuyện đó đi, không được đâu. Chúng tôi chờ cho đến khi cái đau thấm đến tận xương tủy họ. Vì nếu không thì sự tẩy chay làm gì? Chúng tôi chờ đợi và cứ từ từ. Bởi vì chúng tôi có mất gì đâu trong khi họ mất rất nhiều tiền. Và rồi phòng thương mại cuối cùng cũng phải ngồi lại và nói chuyện cùng chúng tôi mà thôi. Sau khi họp với Jack và các lãnh tụ phong trào, Giám đốc Phòng Thương mại trả lời các ký giả. There are demands which we can address directly, and those we obviously will. There are others which have to be addressed by the government, and we feel there that it's our duty and responsibility. The consumer boycott was making. Cuộc tẩy chay của giới tiêu thụ đã tạo được tác động lên cộng đồng da trắng qua việc mở mang đầu óc họ về sự cần thiết phải thay đổi. Và nghị hội toàn quốc Nam Phi, ANC. Đúng ra là một số thành phần trong ANC đã rất đồng ý với lập luận là phải chia cắt giai cấp cai trị thành nhiều phe nhóm. Trước đó, trong nhiều năm, Khuseli Jack đã được biết tới như một người lãnh đạo giới trẻ. Nay, trong vai trò phát ngôn nhân cho chiến dịch tẩy chay, ông đã trở thành mối đe dọa đáng kể cho chế độ. Anh ta là người tạo ra vô cùng rắc rối, một tay khuấy động chính hiệu. Đúng thế. Đại tá Laurent Duplessis từng là chỉ huy trưởng tình báo quân đội cho tỉnh Đông Cape. Thực ra họ không phạm tội gì cả. Đúng như ông nói, nếu người ta không muốn mua, thì đó đâu phải là tội. Nhưng đây là hành động ở quy mô lớn. Thế thì làm gì được bây giờ? Mình đâu có thể bắn hết cả nút được, cũng chẳng giam cả nút được. Thật là một chiến thuật hữu hiệu. Ông Gandhi là người khởi động chuyện đó, nếu tôi không lầm, và gọi đó là phản kháng thụ động. Được khích lệ bởi những kết quả mới đạt, dân chúng da đen tại phố cảng Elizabeth tiếp tục đoàn kết chặt chẽ. Khi lực lượng an ninh nhận thấy cuộc tẩy chay không có dấu hiệu sẽ tiêu tan, họ quyết định ra tay. Đêm 2 tháng 8, Khuseli Jack và một số lãnh tụ của chiến dịch tẩy chay bị bắt và đem về trại tù St. Albans. Họ bắt chúng tôi tại nhà tư vào khoảng 1-2 giờ sáng. Tôi còn nhớ họ nói rõ với chúng tôi là tình trạng khẩn trương này sẽ bảo đảm cuộc tẩy chay không kéo dài quá 3 tuần. Sau 3 tuần nữa là sẽ chẳng còn tẩy chay hàng tiêu thụ nào cả. Còn những tên cầm đầu như các anh sẽ rã thân trong tù. Mọi người sẽ trở lại làm việc và sẽ trở lại mua sắm trong tỉnh. Họ sẽ quên luôn các anh. Họ sẽ chẳng còn buồn nghe tí gì về các anh nữa. Nhưng 3 tuần trôi qua, rồi 2 tháng trôi qua, dân chúng vẫn tiếp tục duy trì cuộc tẩy chay. Khi chính phủ quyết định ném mọi người vào tù, và nếu bạn còn nhớ, thì có khoảng 30.000 người bị bỏ tù khi tình trạng khẩn trương được ban hành năm 1985. Một khi họ bắt các lãnh tụ đi, chính họ đã tạo ra tình trạng khẩn thiết hơn nữa. Và điều này có thể dẫn đến cảnh hỗn loạn. Và đó chính là tình hình Nam Phi mà chính phủ đã xô đẩy cả nước vào. Sự phẫn nộ của giới trẻ bật lên thành bạo động đó đây, khiến phong trào có nguy cơ thất bại.
Trong số rất ít những người đủ can đảm để cảnh báo về nguy hiểm này, có một vị lãnh đạo tôn giáo người Nam Phi, đó là giám mục Desmond Tutu. Why must we discredit our cause by using methods which, if they were used against us, we would oppose? We must remember, my friends, that we have been given a wonderful cause. The cause of freedom, of justice, of goodness. And you and I, must be those who will walk with heads held high. We will say, we used methods which can stand the scrutiny, the harsh scrutiny of history. Đến tháng 9, giới buôn bán lẻ tại phố cảng Elizabeth đã rất kiệt quệ. Chính vì giam giữ Khuselichak cùng với các cộng sự viên của ông trong tù, chính quyền đánh mất cơ hội thương thảo để chấm dứt cuộc tẩy chay đầy tai hại này. Bất ngờ, ông Jack lại có thêm những đồng minh da trắng nhiều thế lực. Tôi muốn nói như trường hợp của một doanh nhân thế giá. Bây giờ, ông ta mới nhìn ra là những người mà trước đây bị mô tả là đám côn đồ, du đảng. Bây giờ, ông ta mới thấy những lãnh tụ này có những nỗi oan ức chính đáng. Nếu họ phạm luật lệ gì, thì cứ đưa họ ra trước tòa mà xét xử họ, xem họ có tội gì hay không. Không thể chỉ ném họ vào tù là xong. Cuộc tẩy chay kéo sang tháng thứ tư. Hàng ngàn người da đen vẫn đến làm cho cá cửa tiệm của người da trắng, nhưng họ không mua gì ở đó cả. Giới doanh nhân da trắng thương lượng rằng, hãy ngưng các chiến dịch tẩy chay nếu các doanh nhân sắp xếp được để các lãnh tụ da đen được thả ra. Chúng tôi không có ý định đưa mấy người da trắng đến chỗ họ ghét bỏ chúng tôi, nhưng chúng tôi có muốn đưa đến chỗ họ phải suy nghĩ về vấn đề này. Dù gì thì họ cũng là đồng hương, chúng tôi không thể để cho họ tán gia bại sản. Thế là chúng tôi ngưng cuộc tẩy chay, và như bạn thấy đó, việc ngưng tẩy chay có hai mục đích. Nếu không ngưng, thì một số người của chúng tôi sẽ không chịu nổi vì họ phải đi mua sắm cho mùa Giáng sinh. Như vậy, họ sẽ tạo rạn nứt trong hàng ngũ. Nên chúng tôi một công hai việc, vừa tránh không để xảy ra những người xé rào, vừa duy trì được sự đoàn kết cho trận chiến lần tới. Mùa mua sắm Giáng sinh trở lại bình thường, trong lúc giới thương gia đàm phán nghiêm chỉnh với Ủy ban tổ chức tẩy chay. Khuselichak và các cộng sự viên của ông đặt ra một thời hạn. Nếu đến ngày 31 tháng 3 mà các yêu sách của họ không được đáp ứng, thì cuộc tẩy chay sẽ trở lại. Những thành công ngắn hạn đã góp phần gia tăng sự tự tin cho cộng đồng da đen tại phố cảng Elizabeth. Các lãnh tụ của họ đã được thả ra và quân đội đã phải rút đi. Nhưng khi hạn chót gần đến mà không thấy tiến triển gì đối với những yêu sách chính trị lớn của họ, dân chúng lại chuẩn bị cho một cuộc tẩy chay mới. Bất ngờ, vào ngày 11 tháng 3, chính phủ ra lệnh cô lập hai lãnh tụ da đen bao gồm cả ông Khuselichak. Lệnh cấm này mang hình thức quản thúc tại gia, và mọi cuộc đàm phán đều ngưng lại. The Reagan administration's point man on South Africa today accused the Pretoria government of a deliberate sham. Assistant Secretary of State Chester Crocker told a congressional committee it was a sham for South Africa to signal its willingness to negotiate with the black majority while politically banning two black leaders yesterday. Ở thời điểm này, áp lực quốc tế đã gia tăng đáng kể, và trần ra sự thật. Đây không còn là chuyện kỳ thị apartheid nữa, mà đã thành trò phát xít. Bởi vì hầu hết các báo chí đều bị cấm lưu hành. Mọi cá nhân cũng bị cấm hoạt động. Dân chúng ai nấy đều phải theo lệnh cấm. Đến lượt, Liên Hiệp Quốc phải đưa vấn đề apartheid vào nghị trình hàng ngày. Và nếu bạn còn nhớ lúc đó, một số hãng lớn đã phải bỏ chạy. Thật là một điều rất khó coi.
vấn đề phong tỏa kinh tế Nam Phi được đem ra tranh luận tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Hầu hết các chính phủ đều đã chống lại, viện cớ rằng việc phong tỏa chỉ làm khổ người dân thường hơn là làm khổ chính quyền Nam Phi. Nhưng nay, khi chính người da đen tại Nam Phi kêu gọi các chính phủ Tây Phương hãy phong tỏa để trừng phạt, thì cuộc rút lui bắt đầu với những đại công ty như AT&T, IBM, GE, Ford, General Motors and Coca-Cola. Ngày 22 tháng 3, một chánh án tối cao pháp viện hủy bỏ lệnh quản thúc ông Kuselichak với lý cớ chính phủ không đưa ra đủ lý do. Chiến thắng này bơm thêm khí thế cho phong trào đang trong giai đoạn chuẩn bị một đợt tẩy chay mới trong 9 ngày nữa. Kuseli xé tờ lệnh cấm và dùng việc ăn mừng này để hun đúc thêm nữa sự đoàn kết vốn sẽ rất cần trong mấy tuần tới. Cuộc tẩy chay bắt đầu, kéo dài được 9 tuần lễ, và rồi một cơn chấn động xảy đến. Lực lượng an ninh lùng sục các thị trấn da đen, bắt đi hàng ngàn người, chính quyền bí mật ban hành tình trạng khẩn trương. Kết quả là thiết quân luật. Đây là một bước rất táo bạo của chính quyền nhằm chặn đứng các xáo trộn có thể xảy ra nhân kỷ niệm lần thứ 10 ngày các thị trấn lớn nổi lên. Trong nhiều giờ đồng hồ, cảnh sát đột nhập văn phòng các hội đoàn dân sự da đen, công đoàn, mặt trận UDF, hội đồng các giáo hội Nam Phi, v.v. để vừa bắt người, vừa tịch thu các tài liệu. Một số người biểu tình ôn hòa trước trụ sở quốc hội cũng bị giải tán hoặc bị bắt giữ. Mười sáu tiếng đồng hồ sau khi chiến dịch đàn áp bắt đầu, Tổng thống Botha nói chuyện trước quốc hội. Ông trích dẫn những tài liệu tình báo về một cuộc cách mạng vũ trang sắp xảy ra do ANC và Đảng Cộng sản tiến hành. These revolutionaries are controlled by a power clique, which is typical of Marxist regimes and which is interested only in a violent takeover of power. It is not possible for the reasonable majority to continue the search for a peaceful and democratic solution. Đây là lần ban hành tình trạng khẩn trương thứ nhì trong vòng chưa đầy một năm. Tình trạng khẩn trương này sẽ được gia hạn hàng năm và có thể kéo dài tới 3 năm liền. Đây là sự thừa nhận đàn áp đã trở thành chức năng chính của nhà nước. Các lực lượng chống apartheid buộc phải rút vào bí mật nhưng không hẳn là bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hành động bất bạo động của đông đảo người dân đã làm cho chính quyền mất hẳn sự chính danh. Apartheid không còn khả thi nữa. Quyền lực chuyển dần về phía các cộng đồng da đen và các tổ chức xã hội của họ. Ngày tàn của apartheid chỉ còn là vấn đề thời gian. Hồi đó chẳng có nhóm nào là trên nguyên tắc thoái thác bạo lực. Ngay tổ chức ANC còn được đông đảo quần chúng xem là tổ chức chủ trương đấu tranh vũ trang. Nhưng thực tế là những hành động của UDF nhờ biết tổ chức quần chúng mà đem lại được những thay đổi tại Nam Phi. Thật vậy, chính do tổ chức quần chúng mà nhà nước đã bị áp lực để thay đổi.
Tôi muốn nói là chuyện ấy đã đem lại một tình trạng bất phân thắng bại, một tình trạng không có lối thoát, mà nhà nước không còn biết cách phải ứng phó ra sao nữa. The eyes of the world are presently focused on all South Africans. Ông F.W. de Klerk lên làm tổng thống vào cuối năm 1989 sau khi ông P.W. Botha bị buộc phải từ chức. Ông de Klerk nhanh chóng tuyên bố hủy bỏ lệnh cấm các tổ chức chính trị và ra lệnh phóng thích ông Nelson Mandela, người đã bị cầm tù suốt 27 năm. Vì không chịu từ khước đấu tranh võ trang, ông Mandela đã kéo dài những ngày tù của ông thêm 6 năm nữa. Trong thời gian đó, sự phó mặc của quần chúng mà trước đây chế độ apartheid đã dựa vào để tồn tại đã bị quét sạch bởi tinh thần cao độ của một xã hội dân sự đầy tự tin. Đối với tôi, cuộc đấu tranh bằng vũ lực đã chẳng đạt được gì cả. Chính quần chúng mới là những người tạo ra được kết quả kèm với áp lực từ hải ngoại. Đó là điều mà sau cùng đã trở nên rất rõ ràng. Và dân chúng biết là Nam Phi không thể tiếp tục chế độ cũ được. Đó là lý do ông de Klerk phải lấy những biện pháp như ông đã làm. Năm 1993, ông Mandela và de Klerk cùng nhận giải Nobel Hòa Bình cho nỗ lực viết một bản hiến pháp mới bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi công dân. Hai vị này không lâu sau đó cùng tranh cử trong một cuộc bỏ phiếu dân chủ đầu tiên của Nam Phi. Before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Trong suốt cuộc đời họ, những người này chưa từng bỏ phiếu bao giờ, và cha mẹ, ông bà họ cũng vậy. Our Father, we are asking for peace in the world. Reveal yourself. The struggle, cuộc tranh đấu chống apartheid, chống kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. The racism in South Africa fundamentally had been căn bản là không bạo động. We were inspired by what had happened. Chúng tôi được thuyết phục bởi những gì đã xảy ra tại Ấn Độ, tại Ba Lan, từ những phong trào đấu tranh cho quyền dân sự tại Hoa Kỳ và những gì đã xảy ra tại Philippines. Có lẽ người ta thường nghĩ rằng vũ khí là cái gì nguy hiểm nhất, có thể làm cho kẻ độc tài, một tên bạo chúa phải sợ. Nhưng thực ra không phải vậy. But in fact, no. Cái họ sợ là khi nhân dân quyết định họ muốn sống tự do. Decide they want to be free. Một khi người dân đã quyết định trong đầu óc họ như thế, thì không có gì có thể ngăn chặn họ được. There's nothing that will stop them. Series was provided by Susan and Perry Lerner. Additional funding was provided by the Albert Einstein Institution, advancing the study of strategic nonviolent action in conflicts throughout the world. Elizabeth and John H. Van Merkenstein III.
Abby and Alan Levy, and the Arthur Vining Davis Foundations.